Nam mô A Di Đà Phật. Ừ. Con xin thay mặt đọc một câu hỏi cho một vị đồng tu. A Di Đà Phật, con có câu hỏi, xin lão cư sĩ từ bi giảng dạy thêm cho con được hiểu ạ. Đạo tràng chúng con chuyên niệm Phật và hộ niệm cho người lâm chung. Nhưng một năm trường tràng có tổ chức 2 ngày lễ lớn, một ngày tắm Phật 15 tháng 4 và một ngày đốt đèn Ba Đăng ngày 19 tháng 9 tại niệm Phật đường. Như vậy có đúng lý đúng pháp không? Có xen tạp không? Xin lão cư sĩ giảng dạy cho chúng con để chúng con hành cho đúng như lời cư sĩ dạy. Con thành tâm tri ân công đức lão cư sĩ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Một năm ngày 15 tháng 4 rồi ngày đó chúng ta làm lễ. Xin thưa với chư vị hoàn toàn đúng, không có gì gọi là xen tạp cả. Xen tạp là tu xen tạp, chứ không phải là tu chuyên tu là tất cả những ngày lễ chúng ta bỏ, chúng ta không bỏ. Nếu có duyên thì chúng ta làm lễ tắm Phật rồi làm lễ hóa đăng để mà thay đổi chút chút. Một năm với một lần, 2 lần, đâu có gì đâu mà gọi là xen tạp. Cho nên điều này là điều đúng, đáng nên là không có gì trở ngại, chứ việc cứ tiếp tục nhé. À, Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ.